chuẩn bị tới kèo 44 xã nha mọi người. Miền Tây đụng Tây Ninh, bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 1-0 cho team miền Tây. Miền Tây có Thế Mỹ với Hoài Hồng Ngự công chính nha mọi người. Còn bên đây Tấn An với lại Vũ Phong. Vẫn còn. Trời ơi, mình vui trắng. Bóng lọt trắng. Không bội té mà đợi quay phim cái mới té. Lại chụp hình mới cái té. Điểm 2-0. Phản công. Bóng ngoài. Điểm về cho Tây Ninh. 1-2. Xử lý bóng tốt của Thế Mỹ. Điểm 3-1. Đập bóng tốt của Vũ Phong. Điểm 2-3. Điểm 4-2. Đẹp quá các bạn. Đẹp quá các bạn. Lâu rồi mới thấy Vũ Phong quay trở lại đánh nè mọi người. Điểm 3-4. Phát bóng ra ngoài. Điểm 5-3. Vũ Phong. Điểm về cho team của Tây Ninh. Điểm 4-5. Vẫn còn, hay quá vui ơi. 5 đều. Đừng nói chuyện xì mày ơi, xì. Điểm 5 đều. Quá tốt cho Thế Mỹ các bạn. Điểm 6-5 cho team của miền Tây. Sáu đều. Điểm 6 đều. Điểm về cho team của Thế Mỹ. 7-6. Điểm được cân bằng 7 đều. Điểm bóng 7 đều.
tạt bóng tốt của Minh Vui. Phản công cho Tây Ninh. Vũ Phong. Điểm về cho team Tây Ninh. 8-7 đổi sân. Đây có tay súng nha mọi người. Điểm 8-7. Bóng ra ngoài. Điểm về cho team Tây Ninh. 9-7. Điểm 9-7. Chống trắng nè. Chống trắng nè. Đập bóng quy lực của Thế Mỹ. Điểm đường rút ngắn 8-9. Vũ Phong. Điểm về cho team Tây Ninh 18. Phát bóng ra ngoài. Điểm được rút ngắn 9-10. Bỏ bóng tốt của Tấn An. Điểm về cho team của Tây Ninh 11-9. Phát bóng không qua lưới. Điểm về cho miền Tây 10-11. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm cho team của Tây Ninh 12-10. Đập bóng uy lực của Thế Mỹ. Tay trái quá khó chịu các bạn. Điểm 11-12. Xử lý tốt của Tấn An. Có lưới hay không? Vậy là không có lưới nha. Sân này có trọng tài đứng bên đây nha mọi người. Trọng tài đứng bên đây. Điểm 13-11. Thế Mỹ. Chặn bóng tốt của Tấn An. Rồi, trình đó. Điểm 12-14. Bóng lọt trắng. Điểm 15-12 nghiêng về cho team của Tây Ninh. Trời ơi. Đập bóng uy lực của Hoài. Đánh mất cái banh luôn. Điểm 13-15. Đập bóng tốt của Vũ Phong. Kết thúc trận đấu mọi người. Team của Tây Ninh thắng nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.